Xin chào các bác nhé. Hôm nay em và anh Quyến lại đi tìm những cái tổ ong vò vẽ về nuôi các bác. Hiện tại là chúng em đang ở dọc theo cái chân núi này, đi để tìm những cái con ong nó lấy gỗ mục với là lấy nước các bác. Hiện tại là anh em mình phát hiện ra một con ấy, nó lấy cái gỗ mục ở trên cái cây cành cây bục này này các bác này. Nó lấy xong á, nó bay đi xuống thẳng xuống cái hướng kia, chắc là tổ ngay ở dưới này thôi các bác. Vì năm nào anh em mình xuống đây thì cũng được một hai tổ hay là bốn bốn năm tổ gì đấy các bác. Đấy, khu vực này là mọi năm là thường hay được các bác ạ. Không biết năm nay ở cái khu vực này có mấy tổ thôi. Các bác cùng anh em mình xuống để xem những cái tổ, xem cái tổ ong này nhé. Bay xuống dưới cái bụi này, cây nhỏ này các bác. Chắc là chắn là tổ ở đấy thôi. Vì xung quanh ở ngoài này này các bác này, xung quanh ở ngoài này toàn là bãi ruộng thôi. Anh em mình xuống thấy cái tổ đây rồi các bác nhé. Zoom một tí lên cho các bác xem. Ở đây nó bị ngược sáng các bác. Đây cái tổ ong đây các bác ạ. Đấy, tổ này thì bằng cái bát ăn cơm rồi. Bây giờ chúng em sẽ mặc bảo hộ vào và cắt nhé các bác nhé. Anh Quyến, anh em nhà chuẩn bị mặc cái bảo hộ vào để cắt lên, để trèo lên để cắt các bác nhé. Tổ này chắc là phải làm một cái dây thôi các bác, kiểu như dây tời đó thôi. Vì nó ở cũng khá là không cao lắm các bác, tầm 5-6 mét. Này thì mình phải cắt hết những cái cành gần cái tổ đấy, xong rồi treo dây các bác ạ. Một người ở dưới thả các bác nhé, xong rồi một người túm, chỉ có làm kiểu đấy mới hết quân được thôi. Quyền đang treo lên rồi các bác. Treo gần tổ rồi các bác, nhưng mà nó ở cây cành nhỏ quá thì hơi khó với các bác ạ. Phải cất cả cành to các bác, mồi kéo nó cái tổ ong. Anh em mình đã treo xong cái tổ ong lại các bác ạ. Đợi quân nó vào hết thì anh em mình sẽ thả dây này xuống dần gần sát mặt đất để túm thôi. Ô đeo tao là nhẹ nó phải anh. Quyền đang sang để chụp rồi các bác. Ui, thoát được một quân. Ui, ui, quá là ok. Quá là đỉnh. Đây các bác nhé, xong rồi nhé các bác nhé. Còn vài con ở ngoài thì bỏ thôi, nó ở cao quá.
Tụ này đông quân phết rồi các bác. Làm ở trên cành cây gió nó đung đưa, nó vỡ tổ nên nó mới không lớn được các bác. Rồi, anh em mình sẽ đi tìm cái tổ ong khác đây mọi người nhé.